gió mắt trên phạm thiên vẫn nhắm người khấn khoái. Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhân vườn lộc giả ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự phạm từ, đó là nhóm Kiều Trần Như. Được nếm vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn. Những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập. Đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tin rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nuôi đàn tử bi, chúng sanh nổi khắp chốn ni. Tối mê đã cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh Đăng Đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Tham Ma nhé. Nam mô Sang Khai nhé. Dạ, kính lễ sư Trí Đức. À, kính chào tất cả quý vị trong rừng. Rồi, hôm nay tiếp tục ha, tiếp tục chương trình vi diệu pháp. Thì chương trình hôm nay chúng ta cũng sẽ có ba vấn đề. Thứ nhất là đọc Pali, thứ nhì là vài câu đố vui để ôn bài ha, và thứ ba chúng ta sẽ vào bài học. Rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassami Sabbadibbano Bhagavato Savakkasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhaṃ Atulaṃ Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vị diệu pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tham Ma. Nam mô Sang Khai. Rồi, như vậy chương trình bắt đầu ha. Cô Nhật Quỳnh post bài Bali lên cung kính. Mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc ha, để tăng thêm phần phước báo. Rồi, xin mời cô Nhật Quỳnh làm việc nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Và con xin kính chào thầy. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và cũng như bao nhiêu lần trước, con cũng xin phép được đọc phần Bali trước. Và con xin đọc ạ. Samuchaya Sanghaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đoa Sattati Vitha Vutta Vattu Thamma Salakhana Te Sangdani. Chạy lên chạy xuống. Đà ni gia tha vô găng bá quách khà mi sa mút cha giăng 72 pháp một tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangha Ho, Mitsaka Sangha Ho,
Bồ thí bắc khi xa bắc khi gia sằng ga hồ sắp ba sằng ga hồ chà tí sa mút cha gia sằng ga hồ chát túc bí thồ quê đi tấp bồ. Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala sằng ga hề tà quá chắc tà rô a sa hòa ca ma sa hồ pha hòa sa hồ đích thà sa hồ a quýt trà sa hồ. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Tham dục, dục lậu, một. Hai, luyến ái theo, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh lậu. Và vậy con đã đọc xong đoạn một. Con kính mời vị kế tiếp và con kính cảm ơn thầy. Kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bố thầy. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, con xin chào thầy kinh, con xin chào toàn thể đạo tràng, cho con xin được đọc bài ôn bài ạ. Dạ. Chattaro o kha ka mo kho pha vô kho đít o kho a quýt chô kho. Có bốn bộc lưu: một dục bộc, hai hữu bộc, ba kiến bộc, bốn vô minh bộc. Chattaro yoga kama yoga pha qua yoga định thị yoga avijja yoga. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro gantha api cha ca ya gan tho ya ado ca ya gan tho si la pa ta pa pa ya ma so ca ya gan tho i đằng sắt cha phi ni quê so ca ya gan tho. Có bốn thắt chặt tứ phược: thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược; hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược; thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới cấm thủ thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kamupadanang dittupadanang silapatupadanang antawadupadanang. Có bốn chấp thủ, tứ thủ: một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; bốn, ngã chấp thủ. Cha ni qua ra na ni ka ma cha dan ka ma cha da ni qua ra rằng ya pa da ni qua ra năng thì năng a thì namit tha ni qua ra rằng năng utha utha cha ku cung chan ti wa ra năng vinh chi kích cha ni wa ra năng a vinh cha ni wa ra năng. Có sáu triền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thụy cái; bốn, trạo hối cái;
năm hoài nghi cái và sáu vô minh cái. Dạ con xin đọc hết ạ. Dạ con xin xuống đây ạ. Con mời vị khác ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào thầy Kim. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc tiếp bài. Sát ta nu sa già ca ma ra ga nu sa yo pa wa ra ga nu sa yo pa ti kha nu sa yo ma na nu sa yo di tha nu sa yo vi chi ki cha nu sa yo a vi cha nu sa yo. Có bảy tùy miên, tiềm miên, tâm tánh ngủ ngầm. 1. Ái dục tùy miên. 2. Ái hữu tùy miên. 3. Phẫn uất tùy miên. 4. Ngã mạn tùy miên. 5. Tà kiến tùy miên. 6. Hoài nghi tùy miên. 7. Vô minh tùy miên. Đa sa sang yo cha na ni ca ma ra ya sang yo cha năng. Ru pa ra ya sang yo cha năng. A ru pa ra ya sang yo cha năng. Pa ti kha sang yo cha năng. Ma ma sang yo cha năng. Di thi sang yo cha năng. Si la pa ta pa ra ma sa sang yo cha năng. Vi chi ki cha sang yo cha năng. Út thác cha sang yo cha năng. A vi cha sang yo cha năng. Xuất tánh tê. Theo kinh tạng có 10 thằng thúc truyền dây trói buộc. 1. Ái dục truyền. 2. Ái sắc truyền. 3. Ái vô sắc truyền. 4. Phẫn uất truyền. 5. Ngã mạn truyền. 6. Tà kiến truyền. 7. Giới cấm thủ truyền. 8. Hoài nghi truyền. 9. Phóng vật truyền. Và 10. Vô minh truyền. Dạ con đã đọc bài xong, con sai con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ con kính lãnh lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Apara nidasa sangyo chana nikamara ga sangyo chanang pawara ga samyo chanang patikasa niyo chanang manas sangyo chanang vipi sangyo chanang silapapapara masa samyo chanang wikit cha san yo cha nang isa san yo cha nang mat cha riya sang san yo cha nang awi cha san yo cha nang avi tham me. Theo vị pháp avi tham má có 10 thắng thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham. Và 10. Vô minh. Dasakile salofo doso moho mano dithi vichikicca thinang uttacang ahirikang anatappang. Có 10 ô nhiễm phiền nặng. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. A sa wa di su pa net tha ka ma sa wa na me na tap bát thu ka tăng ha a ti pe ta si lát ba ta ta ra ma so y đăng sắp cha phi ni huê so a ta hoa du pa đa năng cha ta tha pa wat tăng đít thi ga ta mê wa pa vut cha ti. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dịch lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn
hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, và chấp thủ thuyết linh hồn trường cũ chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Và con đã đọc xong ạ. Chúng tri ân sư thầy Kinh, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài, cảm ơn bạn Tràng. Và con xin xuống mic, xin mời đi kế tiếp. Sa thú, kính cảm ơn sư Thầm Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sông Kha Giá. Thành kính đại ơn Đức Tâm Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Cảm ơn Thiền Vũ cho anh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Tri Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn hoàn thành. Nhật Quỳnh chào hoài không thấy bàn tay, nên Nhật Quỳnh xin được ôn bài nhà trước ạ. Mời quý vị đưa bàn tay mình lên nha. Samut Chaya San Gaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đà Sát Ta Quy Thi Tha Đà Sát Ta ti vi tha vuột ta vát thu thẩm ma sa lan khana tê sang đa ni ya tha yo găng ba vát kha mi sam vuột cha yang. 72 pháp, 1 tâm cộng 52 tâm sở, 18 sắc thực tính, 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangaho misaka sangaho bồ thi bát kiya sangaho sabba sangaho cha ti samut Aya san ga ho chát tut bi thờ về đi tắp bờ. Tất yếu các phân loại phải được hiểu là có 4. Tất yếu những loại bất thiện pháp, tất yếu những loại pháp hỗn hợp, tất yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tất yếu những pháp linh tinh. Thằng akusala sanghahe ta qua cha ta ro a sa qua ca ma cha vô phát qua sa vô định tha sa vô avicca sa vô. Như thế nào để khởi đầu trong tất yếu những loại pháp bất thiện có 4 hoặc lậu? Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Dạ, Nhật Quỳnh đã đọc hết đoạn 1. Dạ, kính mời bàn tay quý vị ạ. Con kính lãnh lễ ơn Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Nhật Quỳnh kính tri ân thầy Kinh. Dạ, mời Nguyên Như. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Và con xin kính lãnh lễ Ngài Trí Đức,
Con xin kính đảnh lễ thầy kinh Nivanda và hồi như con xin kính chào cô Nhật Quỳnh, chào cô Mata, chào cô Hồng Mai, chào Bettina và con xin kính chào đoàn thể đạo tràng ạ. Dạ, con mới lên sao con kẹt mít, con thấy sao thầy kinh còn ở đó, hình như con phải đi ra lại, con xin sám hối ạ. Con xin kính đọc bài số 2, Chattaro Oka Kamoko Fawoko Tithoko Awichoko. Có 4 bọc lưu: 1. Dục bọc, 2. Hữu bọc, 3. Kiến bọc, 4. Vô minh bọc. Chattaro Yoga Kama Yoga Phá-hóa Yoga Tích-chí Yoga Avijja Yoga. Có 4 trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết và vô minh kết. Chattaro Gantha Avijja Kaya Gantho Yado Kaya Gantho Silabhatabharamaso Kaya Gantho Idang Satcha Viniweso Kaya Gantho. Có 4 thắt chặt tứ phược: 1. Thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược. 2. Thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược. 3. Thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược. 4. Thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro Upadana Kamupadanang Tithupadanang Silabhatupadanang Attawadupadanang. Có 4 chấp thủ: tứ thủ, dục thủ, 1. 2. Kiến thủ, 3. Giới cấm thủ và 4. Ngã chấp thủ. Chani Waranani Kamachandani Waramnang Yadpadani Waranang Thinamithani Waranang Uthat Chakuk Kuchani Waranang Vichikichani Waranang Avichani Waranang. Có 6 truyền cái chướng ngại: 1. Tham dục cái, 2. Sân độc cái, 3. Hôn thủy cái, 4. Trạo hối cái, 5. Hoài nghi cái và 6. Vô minh cái. Và con đã đọc xong. Kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã post bài. Và con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu, con kính chào thầy kinh, con kính chào quý đạo hữu. Cảm ơn chị Nhật Hường cho em bài. Satanusa ya kamagara nusayo phawara ga nusayo patikha nusayo mana nusayo ditha nusayo vikicca nusayo vi Avijja Nusayo. Có 7 tùy miên, tiềm miên, tâm tánh ngủ ngầm. 1. Ái dục tùy miên, 2. Ái hữu tùy miên, 3. Phẫn uất tùy miên, 4. Ngã mạn tùy miên, 5. Tà kiến tùy miên, 6. Hoài nghi tùy miên và 7. Vô minh tùy miên. Dasasangyo chana nikamara gasa mi kamara gasamyo chanang rupa ga ragasamyo chanang arupa ragasamyo chanang patihasamyo chanang manasamyo chanang dithisamyo chanang silapatap Parama sasang yo cha nang vichikik cha sang yo cha nang uthacha sang yo cha nang avijja sang yo cha nang sottante.
theo hạ có mười buộc triền, ba ái vô sắc triền, bốn phẫn uất triền, năm ngã mạn triền, sáu tà kiến triền, bảy giới cấm thủ triền, tám hoài nghi triền, chín phóng dật triền và mười vô minh triền. Con đã đọc xong, con có sai, con mong sư thầy sửa cho con xin xuống mic, con mời chị kế tiếp ạ. Dạ, con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư chú Đức. Con kính lễ với bà với cô tu nữ. Và con kính lễ thầy kinh. Và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho biết âm thanh rõ. Và con xin đọc bài học hôm nay. Và cảm ơn sư Đức mình đã post bài học lên ạ. Aparamidasa samyo chanani kamara gasamyo chanang phawara gasamyo chanang batika samyo chanang mana samyo chanang dikti samyo chanang silapatabarama sasamyo chanang vichikicca samyo chanang Issa samyo chanang, Macchariya samyo chanang, Avijja samyo chanang, Avithamme. Theo vi diệu pháp Avithamma có 10 thắng thúc dây trói buộc khác: 1. Luyến ái duyên theo dục lạc; 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn; 3. Sân hận; 4. Ngạ mạn; 5. Tà kiến; 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm; 7. Hoài nghi; 8. Ganh tị; 9. Sang tham; và 10. Vô minh. Tá xá ký lê sa lô phô đô sô mô ma nô đích thí vi chí kí cha thi năng út thắc chăng Ahiri Kang Anotapang có 10 ô nhiễm phiền não: 1. Tham ái; 2. Sân hận; 3. Si mê; 4. Ngã mạn; 5. Tà kiến; 6. Hoài nghi; 7. Hôn trầm; 8. Phóng dật; 9. Không hổ thẹn tội lỗi; và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asawa di su banet thaka ma pha hoàng na mê na tap patuka tam ha ati ati pe ta sila patabara ma so idang sắc cha phi ni về so atta wa du ba da năng chata tha ba quát tăng đích thi gata mê wa ba quát tất chati. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, con đã đọc bài xong, con có sai mong thầy sửa giùm con. Dạ, cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, xin chào và tôi xin mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Nam mô Bích Tha nhé.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn, xin niệm từ. Nam mô Bụt Tha giá, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Chúng mình kính chào đạo tràng, mến chào Châu Nguyễn và chào đạo tràng. Châu Nguyễn ơi, chắc Châu Nguyễn là người đọc bài cuối cùng đó Châu Nguyễn ơi. Không thấy quan tài ai đưa lên nữa mà. Bên gia Nhật Hà thì té đùng đùng rồi. Châu Nguyễn đọc bài được không? Mấy bà có đọc bài được không Châu Nguyễn? Rồi mời Châu Nguyễn nghe. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý cô tu nữ. Dạ con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ con xin phép được đọc bài. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Samut Chaya Sangaha Quý Phà Gô, những phân loại theo Abhidhamma. Đoạ sát ta tí quý thà út tà quát thú thầm mà xá lắc khá nà tề sàng đà ní giá thà dô gần báo quát khá mi xá múc cha dần. 72 pháp, một tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangaho, misaka sangaho, thi pakhisa yang, giá sang, con xin đọc lại ạ. Akusala sangaho, misaka sangaho, bồ thi pakhi, giá sangaho, sapa sangaho, trà tí. Samut chaya sangha hồ chất tu bi thù quỳ đi tấp bồ. Tóc yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Tóc yếu những loại bất thiện pháp, tóc yếu những loại pháp hỗn hợp, tóc yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tóc yếu những pháp linh tinh. Ca thần Akusala sangahe ta wa chat ta ro a sa wa ta ma sa wo pha wa sa wo ditha sa wo avicca sa wo. Như thế nào để khởi đầu trong tác yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu: một, tham dục dục lậu; hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn hữu lậu; ba, tà kiến kiến lậu; và bốn, vô minh vô minh lậu. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài, con xin phép được xuống mic. Con kính bài cho đạo tràng ạ. Sa thủ xin cảm ơn Châu Nguyễn. Nam mô Bụt Tha Giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào thầy Kinh, kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Châu Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Cô có đọc bài được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ cô tu nữ Phúc Hạnh có nghe được không? Cô có đọc bài được không cô? Dạ, kính mời cô.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng, kính chào thầy Kim ạ. Sau đây xin đọc bài đoạn 2 Hệ Cô Nhục Quỳnh. Chắc ta rô ô ga ca mô gô phát vô gô. Đích thô gô á viết chô gô có bốn bọc lưu. Một dục bọc, hai hữu bọc, ba kiến bọc, bốn vô minh bọc. Chắc ta rô vô ga ca má vô gô phát Vá vô gô, đích thí vô gô, á viết chà vô gô, có bốn trói buộc, tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chát tà rô gàn thà, á viết chì hà, cà giá gàn thô, và bà đồ cà giá gàn thô, xì lắp bắp. Táp bá ra ma chô ca giá gan thô y đằng sát chà phi ni vi sô ca giá gan thô có bốn thắt chặt tứ phược. Một thắt chặt vào tham dục tham ái thân phược. Hai thắt chặt vào oán ghét sân độc thân phược. Ba thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới thủ thân phược. Bốn thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiến thân phược. Chát ta rô u bà đà nà cà mú bà đá nằng đích thú bà đà nằng xì lắp bát tú bà đà nằng áp tác hòa Đu bà đà năng có bốn chấp thủ, tứ thủ, một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ và bốn ngã chấp thủ. Cha ni vá ra nà ni cà mát chành đánh ni vá ra năng và bà đá ni vá ra năng thì nam mít tha ni quá ra nằng út tha chát chát cút chàn ni quá ra nằng vi chí ký chà ni và quá ra nằng a vi chà ni quá ra nằng có sáu truyền cái chướng ngại. Một tham dục cái, hai sân đục cái, sân độc cái, ba hôn thủy cái, bốn trào hối cái, năm hồi nghi cái và sáu vô minh cái. Dạ, cô Hạnh xin xuống mít hết bài rồi ạ. Cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bớt bài. Xin mời vị tiếp theo ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô sư nữ. Con kính chào thầy kinh, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Sách ta nương sa ya kamara ga nu sa yo phawara ga nu sa yo patika nu sa yo mana nu sa yo tinta nu sa yo vichikicca nu sa yo avicca nu sa yo có bảy tìm miên tâm tánh ngụ ngâm. Một, ái dục tùy miên. Hai, ái hữu tùy miên. Ba, phẫn uất tùy miên. Bốn, ngã mạn tùy miên. Năm, tà kiến tùy miên. Sáu, hoài nghi tùy miên. Và bảy, vô minh tùy miên. Tassasam yojana nikamara gassam yojanam Rupa raga sanyo chanang, arupa raga sanyo chanang,
Patting ka sang yo janang mana sang yo janang Ding ti sang yo janang si lam ba ta pa ra ma sa sang yo janang Win chi kit cha sang yo janang un than cha sang yo janang a win cha sang yo janang sun tan te. Theo kinh tạng có 10 thần thúc truyền dây trói buộc: 1. Ái dục truyền, 2. Ái sắc truyền, 3. Vô ái sắc truyền, 4. Phận uất truyền, 5. Ngã mạn truyền, 6. Tà kiến truyền, 7. Giới cấm thủ truyền, 8. Hoài nghi truyền, 9. Phóng dật truyền và 10. Vô minh truyền. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý và quý cô tư nữ thầy kinh và đạo tràng. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin lãnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc bài. Abhara Nidasa Sangyo Channa Nika Mara Gassangyo Channang Pawara Gassangyo Channang Patikha Sangyo Channang Mana Sangyo Channang Đích thi sằng dồ cha nặng xì lấp ba ta pa ra mà sa sằng dồ cha nặng quy chi kít cha sằng dồ cha nặng ít sa sằng dồ cha nặng mắt cha ri gia sằng dồ cha nặng a quýt cha sằng dồ cha nặng a phi thầm mê. Theo phi diệu pháp a phi thầm má có 10 thằng thúc dây trói buộc khác: 1. Luyến ái duyên theo dục lạc, 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, 3. Sân hận, 4. Ngã mạn, 5. Tà kiến, 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, 7. Hoài nghi, 8. Ganh tị, 9. Sân tham và 10. Vô minh. Dasa kilesa lopho doso moho mano ditthi vicchikicca thi năng Uthachan, Athirikan, Anottabban có 10 ô nhiễm, phiền não: 1. Tham ái, 2. Sân hận, 3. Si mê, 4. Ngã mạn, 5. Tà kiến, 6. Hoài nghi, 7. Hôn trầm, 8. Phóng dật, 9. Không hổ thẹn tội lỗi và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asawadi Subhanethaka Map Pavana me na tappatuka tanha athit beta si lappata paramaso idang satya finiweso attawa dubada nang catatha pawattang dittigata me wap pawuchati. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lành, lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. Quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trực cửu. Chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ con đã đọc xong, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thú kính cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà. Không ngờ Vinh Giang Nhật Hà té hoài mà không có đau ha. Nên đọc bài rất là hay. Nam Mô Bụt Thà Giá, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ thưa thầy, chắc có lẽ là không còn vị nào đọc bài nữa rồi. Dạ Nhật Quỳnh xin thay mặt đầu tràng
Kính mời thầy Đăng Đàn ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. À, xa đâu, xa đâu. Rồi, hôm nay là qua phần Bali rồi ha. Giờ đi tới phần câu hỏi đố vui. Vài câu hỏi để quý vị ôn bài xíu ha. À, MC thư ký cho Nguyễn chuẩn bị nha. Cầm bút lên. Câu số 1. Các tâm quả thiện, bất thiện. Các tâm quả thiện, bất thiện nào sanh lên? Đều có ba nhân phải chăng? Các tâm quả thiện, bất thiện nào sanh lên? Đều có ba nhân phải chăng? Số 1 là hỏi mình là các tâm quả thiện, bất thiện khi nó sanh lên có phải nó có điều có ba nhân không? Rồi, xin mời cô Nhật Quỳnh lên làm việc phải không? Rồi, cô Nhật Quỳnh lên réo. Cô nào, cô Nhật Quỳnh thấy ai mà thích họ cô Nhật Quỳnh réo nha. Rồi, xin mời cô. Chồng nhận thầy giao trách nhiệm hơi nặng nề. Quý vị trong đạo tràng hãy thông cảm với Nhật Quỳnh nha. Thầy giao thì Nhật Quỳnh phải làm, nên là nếu mà Nhật Quỳnh bắt mạch trúng thì quý vị cũng quan hỷ đưa bàn tay nha. Dạ, bây giờ ra Nhật Quỳnh thấy pháp nguồn Lào Cai mới vào đạo tràng nhưng mà rất là giỏi. Bây giờ Nhật Quỳnh mời pháp nguồn Lào Cai mở hàng đi. Pháp nguồn Lào Cai đâu rồi? Mời pháp nguồn Lào Cai mở hàng nha. Dạ, con xin được trả lời câu hỏi của thầy ạ. Con Chi Chi đã bị gọi lên sớm. Dạ, các tâm quả thiện, bất thiện nào sanh lên đều có ba nhân phải chăng? Dạ, câu này con thấy không đúng ạ. Bởi vì là tâm quả thì nó là quả rồi, cho nên là nó sẽ không còn có ba nhân nào sanh lên nữa. Dạ, con trả lời như vậy có được không ạ? Dạ vâng, con xin được xuống mấy cả, có gì mong thầy chỉ dạy thêm cho con ạ. Ê, có lòng can đảm ha, cầm hai trứng vịt lộn về luộc ăn dùm cái nha. Hưởng cho hai trứng. Rồi, mời cô Nhật Quỳnh mời tiếp. Dạ, xa thú, lòng căng đảm của pháp nguồn Lào Cai. Thầy ơi, thầy như vậy là thầy không có linh này. Yeah, pháp nguồn Lào Cai tiên phong mà trả bài. Ít gì, thầy cũng cho được vài điểm khuyến khích chứ. Thầy cho hai cái trứng nào mang về thì thấy không công bình. Dạ, Nhật Quỳnh thấy không công bình. Dạ, bây giờ thì đạo tràng có đồng ý không? Đồng ý Nhật Quỳnh không? Ngài ơi, cô Phúc Hạnh khóc bởi Nhật Quỳnh đâu dám mời cô Phúc Hạnh đâu. Nhớ Phúc Hạnh lên mà trả bài và giờ cho ăn hai chiến dịch là khóc còn ướt rung luôn. Rồi bây giờ thua keo này bài keo khác ha. Không sao, có vậy thì đạo tràng được học hỏi, có sai có đúng mà. Và bây giờ mà Nhật Quỳnh mời Nguyên Như. Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy Nguyên Như là chạy ra chạy vô và Nguyên Như này giỏi lắm quý vị, rất là giỏi luôn. Làm rất là nhiều room ôn bài rồi nhiều thứ lắm nha, cũng học trò cưng của thầy Kinh nữa. Nên mời Nguyên Như nha, mời Nguyên Như lên trả bài để cho đạo tràng cùng học ạ. Dạ, đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát cho Nguyên Như té bình bình luôn.
Má có xịn không vậy Nguyên Như? Má có xịn không mà té hoài vậy? Mình nghĩ là Nguyên Như sao mới xịn lắm đó. Alo, Nguyên Như có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Té ngồi chóng mặt rồi vô trả bài thầy cho ăn hai cái trứng tiếp bây giờ. Dạ, bây giờ Nguyên Như té hoài thôi, giờ Nhật Quỳnh mời Giang Nhật Hà. Giang Nhật Hà ơi, trong room này có mình quan Giang Nhật Hà là nổi trội nhất. Giờ kính mời Giang Nhật Hà nha. Giang Nhật Hà đâu? Đưa bàn tay lên coi. Alo, alo. Trong này toàn là nữ không à, có mình Quỳnh Giang Nhật Hà là nam ha. À, mạnh bạo lên. Đừng có trốn, ngồi im ru Quỳnh Giang Nhật Hà ơi. Alo. Giang Nhật Hà ơi. Rồi, trốn luôn rồi quý vị. Thanh niên gì mà trốn kỹ ghê không quý vị. Dạ, trốn im ru luôn, không nhúc nhích luôn. Thôi, giờ Hồng Mai ơi, Quỳnh Giang Nhật Hà trốn rồi, Hồng Mai có trốn không? Alo, Hồng Mai, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có trốn không? Hồng Mai có trốn không? Hồng Mai ơi, Pháp Hồn Lào Cai lên tiếp hả? Rồi, mời Pháp Hồn Lào Cai. Dạ vâng ạ, cho con xin được suy nghĩ một tí, con trả lời lại câu hỏi của thầy. Bởi vì ban nãy con nghĩ là cái tâm quả thôi, còn nếu như mà khi mà các tâm quả thiện, bất thiện nào sanh lên thì đều có ba nhân, phải chăng thì con được xin trả lời là khi mà ví dụ như là khi mà tâm quả thiện sanh lên á, thì nó sẽ chỉ có nó cũng có ba nhân như là nhân nó có hai nhân rồi ạ, vì là khi mà có tâm quả thiện sinh lên thì nó có gồm những cái tâm thiện và có ly trí, và nếu mà nó có bộ ly trí thì là nó có hai nó có ba nhân tham vô sân vô si, là nó có, nếu như có tâm quả thiện lên ạ thì là nó gồm có vô tham vô sân và vô si ạ, nếu mà nó là đi cùng với sở hữu trí ạ. Còn nếu mà nó đi cùng với nó không có sở hữu trí thì nó có hai nhân ạ, là vô tham và vô sân ạ. Còn nếu mà làm tâm bất thiện ấy thì nó khi mà nó mà sinh lên thì nó sẽ gồm tham sân si, là nó có ba nhân ạ. Dạ con trả lời như vậy có được không ạ? Con xin được xuống mic ạ, mong thầy chỉ dạy cho con. Rồi trả lời vậy không biết cho gì đây nó nãy hai trứng dịch phải không? Bây giờ cho thêm trứng nữa, ba trứng giờ đủ bộ đủ ba trứng dịch luôn. Rồi mời coi chuyện mình. Xa thú, xin cảm ơn thầy Kinh, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai, rất là gan. Dạ, ai cũng trốn hết Pháp Nguồn Lào Cai, xin không phong lên để ăn thêm chứng dịch nữa. Dạ, con hành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức, vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ rồi, dạ, dạ. Thiên Vũ xin câu câu hỏi thì cho Nguyễn đưa lên rồi đó, Thiên Vũ thấy không? Thiên Vũ có thấy câu hỏi không? Dạ, rồi, bây giờ mời Thiên Vũ nha. Mời Thiên Vũ cầm mic nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào Thầy Kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ, thưa cho con đọc lại câu hỏi ạ. Con mới mở từng con bận không?
các tâm hòa thiện, bất thiện nào sanh lên đều có ba nhân phải chăng? Thưa Thầy, con thấy trong cái tâm quả bất thiện đó, thì con thấy có tâm quả bất thiện vô nhân, cũng giống như tâm quả thiện cũng có tâm quả thiện vô nhân. Nên là con thấy là không phải là tất cả các tâm quả thiện hay tâm quả bất thiện nào sanh lên cũng đều có ba nhân. Đã con trả lời như vậy, con không biết có đúng chưa ạ? Con xin Thầy dạy cho con ạ. Rồi, trúng được 1 phần 3 thôi ha. Nghĩa là chia ra 10 điểm, chia ra cho được 3 điểm. Xa thuốc, 3 điểm. Rồi, mời cô Nhật Quỳnh. Alo, Thiện Vũ còn muốn trả lời nữa phải không? Nhật Quỳnh thấy còn bàn tay Thiện Vũ kìa. Alo, Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. À, xin mời Thiện Vũ, chị mát tay chạy chút xíu nha chị nha. Dạ, thưa Thầy, con nghe Thầy nói là mới đúng được 1/3 thì con xin thêm bổ sung thêm là, để cho con đọc lại câu hỏi, là đối với tâm quả bất thiện mà con thấy tâm quả bất thiện thì chỉ có cái loại không nhân thôi, còn cái tâm quả thiện thì có loại ba nhân, là những cái loại mà hợp trí, là nó sẽ có đủ vô tham, vô sân và trí tuệ. Còn những cái tâm với cả 9 cái tâm quả báo đại thì đều là đủ 3 nhân là về thiện. Còn tất cả những tâm 20 tâm sơ đạo của các bậc thánh siêu thế đó thì đều là có đủ 3 nhân. Dạ, con xin bổ túc thêm là trong cái phần mà tâm quả thiện mà dục giới đó thì có 4 cái tâm hợp trí là có đủ 3 nhân vô tham, vô sân và trí tuệ. Còn trong 9 tâm quả thiện báo đại, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và 20 tâm thiện siêu thế là đều đầy đủ 3 nhân. Dạ, con xin trả lời vậy, con sai, con xin Thầy sửa cho con ạ. Rồi, xa hữu, chúng thêm phần nữa là được 6 điểm. 6 điểm còn thiếu nữa là mời cô Beta lên bổ túc thêm ngay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ thưa Thầy, hồi nãy giờ Nguyên Như cứ bị té ra té vô, Nguyên Như không có biết là đạo tràng có nói cái chỗ cái tâm quả vô nhân là nó không có nhân chưa Thầy? Thành ra nó không có ba nhân. Dạ em xin bổ sung cho đó thưa Thầy. Dạ em xin xuống. Rồi xa lỗi. Ai té họ chưa nắm được cho Nguyễn Boss câu hỏi lên đàng hoàng ha, cho bà con coi lại ha. Đọc kỹ là câu hỏi à, các tâm quả thiện bất thiện à, tức là quả thiện bất thiện nào sanh lên đều có ba nhân phải chăng? À, nếu không có thì sao, mà có thì sao à, quý vị phân tích cho rõ này, giống như ôn bài lại ha. Nãy giờ mà Thiện Vũ trúng hai lần lên nói trúng được hai lần chưa trúng hết ha, được 6 điểm. Bây giờ cô mới ta có lên không ta, mời cô mới ta. Dạ, yeah, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính lễ Thầy, con xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con nghe những cái ý mà con tính nói đó thì Thiện Vũ hình như nói rồi hay gì. Con cũng quên rồi, đầu óc con bữa nay lăng xăng lắm Thầy. Dạ, thôi bây giờ con xin nhắc lại toàn bộ đi. Nếu có cái gì thêm á, thì Thầy cho thêm. Còn nếu mà con nói y như Thiện Vũ thì thôi, con xin nhắc lại là con đọc lại câu hỏi là các tâm quả thiện, bất thiện nào sanh lên đều có ba nhân phải chăng?
Vậy thì có hai ý con thấy là đây là nói về tâm thiện rồi nói tâm bất thiện. Thì rồi cái ý thứ ba nữa là cái ý mấu chốt là đều có ba nhân sanh lên phải không? Phải chăng? Thì bây giờ con thấy là các tâm quả vô nhân, kể cả quả bất thiện và quả thiện thì đều là không có nhân. Rồi còn về các tâm thiện, tâm quả thiện và tâm quả bất thiện hữu nhân, đó là các tâm nào mà các tâm quả nào mà hợp trí thì gồm có bốn, đó là hai tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ hữu trợ và hai tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ hữu trợ thì có đủ ba nhân. Còn hai tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ hữu trợ thì và hai tâm quả thọ xả ly trí vô trợ hữu trợ thì chỉ có hai nhân thôi. Còn chín tâm quả đáo đại là năm tâm quả sắc giới, đó là năm tâm quả thọ hỷ sơ thiền, thọ hỷ nhị thiền, thọ hỷ tam thiền, thọ hỷ tứ thiền và thọ xả ngũ thiền, thì đều có đủ ba nhân, đó là vô tham, vô sân, vô si. Và tâm quả vô sắc giới thì gồm có bốn, đó là tâm quả thọ xả không vô biên xứ, tâm quả thọ xả thức vô biên xứ, tâm quả thọ xả vô sở hữu xứ và tâm quả thọ xả phi tưởng phi tưởng xứ, thì đều có ba nhân. Dạ như vậy thì con có kể luôn những tâm quả về siêu thế hay không thưa thầy? Dạ khỏi, vậy thì con chỉ có bao nhiêu ý đó thôi thầy. Con không biết là có lặp lại những điều mà Thiện Vũ đã nói hay không, vì đầu óc con bữa nay lung tung lắm thầy. Dạ, dạ thôi con xin xuống mic. Rồi, xa thứ xa thứ. Nhưng mà nãy có nói bị thòng, bị lộn xộn câu tâm quả bất thiện hữu nhân. Nói là lưới quýnh bị tặc đó ha. Nhưng mà cũng được, coi như là chỉ lộn xộn vậy thôi ha. Rối chứ ha. Rồi, nói lại câu các tâm quả thiện và bất thiện. Tức là nói những cái tâm quả thuộc về thiện và bất thiện ha. Những tâm này, những tâm nào sinh lên đều có ba nhân phải chăng? Thì chúng ta nên biết là quả bất thiện với là quả thiện có hai loại là vô nhân, thuộc về từ vô nhân là không có nhân. Còn quả thiện á, thì có loại là nhị nhân, có loại tam nhân, tức là có loại là có hai nhân là những cái tâm quả ly trí đó, thì nó có hai nhân là vô tham vô sân, nó không có vô si. Và những cái tâm quả thiện mà có ba nhân là đầy đủ, thuộc về hợp trí, vô tham, vô sân, vô si, và những cái tâm quả có đầy đủ ba nhân. Những tâm thiền, cũng tâm quả thiền cũng đầy đủ ba nhân. Từ quả thiền trở lên là ba nhân hết rồi không? Rồi, xa thú của người ta, bị tập chút xếp ha, và từ một điểm là chín điểm xa thú. Rồi, câu 2. Câu 2 dễ nha, nó làm điểm dở nha. Rồi số 2, thân thọ thuộc sắc quẩn phải chăng?
thọ thuộc sắc quẩn phải chăng? Rồi còn dễ hơn, cái thân mình là rồi bị thọ thì nó thuộc sắc quẩn phải chăng? À, thì mời lên giải thích trình bày cho nó rõ ràng ha. Rồi xin mời cô Diệu Quỳnh làm việc. Dạ Nam Mô Bụt Tha dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính chào đạo tràng, cảm ơn Kiều Vũ. Dạ, Như Quỳnh thấy Nguyên Như sẵn sàng rồi thưa thầy. Dạ mời Nguyên Như. Nam Mô Bụt Tha dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Dạ mấy hôm nay con chưa có được ăn trứng vịt này vô lãnh nè cô, chứ không có gì hết. À, dạ thưa thầy, trong cái câu hỏi là thân thọ, thì cái chữ thọ là nó quan trọng, cái thọ này mà của cái thân thành ra nó thuộc về thọ. Trong cái sắc quẩn á, thì nó là chỉ có 28 sắc pháp, nó là sắc quẩn mà thôi. Còn cái này thọ thì nó thuộc về thọ quẩn thưa thầy, chứ không phải là sắc quẩn. Cái thân thọ nó là thọ của thân, nhưng mà cái chữ trọng tâm nó là thọ chứ không phải là thân thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. Rồi, xa đấu, xa đấu, 10 điểm, đúng không? Dạ, câu thì thân á, có một số người ta bị, tại sao tôi hỏi lên là tại có một số người ta lầm tưởng cái này. Mà nói thân thọ, thân thuộc về sắc, là cái thân thể, cơ thể mình á, thì thuộc về sắc quẩn. À, cho nên, người ta nói cái thọ nó cũng thuộc về sắc luôn. À, đó là một cái sự hiểu lầm tai hại ha. Thân thọ, thân là sắc quẩn, nhưng mà khi mà có cảm thọ sanh lên thì cái cảm thọ này thuộc về thọ quẩn, tức là thuộc về danh pháp chứ không phải thuộc về sắc pháp. À, cho nên vấn đề này có nhiều người ta không hiểu, người ta nghĩ gì, học ở đâu mà họ cho là thân thọ thuộc sắc quẩn, khổ vậy. Bây giờ cho câu lên để cho gì ổn định là cái chỗ chắc ha. Rồi xa thử bao nhiêu 10 điểm. Rồi số 3. Câu số 3. Khi hành thiền bị đau chân thuộc thọ gì? Và sẽ duyên cho thọ gì? Khi hành thiền bị đau chân thuộc thọ gì và sẽ duyên cho thọ gì? Rồi câu này cũng dễ ủi ha. Rồi ai có hành thiền sẽ biết ha. Rồi mời cô Nhật Quỳnh làm việc nha. Dạ Nhật Quỳnh trang theo ý thầy. Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được đọc câu hỏi. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hoàng Thành đã cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Khi hành thiền bị đau chân thuộc thọ gì và sẽ duyên cho thọ gì? Dạ bây giờ thì Như Quỳnh coi vị nào có thể trả lời một cách suôn sẻ. Nhưng mà xuông không xuông gì cũng cô Phúc Hạnh bộ trợ Nhật Quỳnh mời lời hả, chạy mất tiêu gì có Phúc Hạnh, nhưng mà đều chạy ra lấy trấn chạy vào thôi. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh mời Sích Hà. Hà ơi, Hà học vô diệu pháp giỏi lắm nè. Dạ mà Hà cũng có hành thiền nữa nè, nên kính mời Hà có thể lên trả lời câu số 3 không? Khi hành thiền bị đau chân thuộc thọ gì và sẽ duyên cho thọ gì? Alo, Chính Hà ơi. Chính Hà còn ở trước máy không? Có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, mời Hà nghe. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ. Con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, hồi nãy giờ con cũng chạy ra chạy vô, cô con cũng không ngồi trước máy. Con trả lời. Khi hành thiền bị đau chân thuộc thọ gì? Dạ, thuộc thân thích thọ khổ. Đại duyên cho
tâm duyên cho thọ gì, duyên cho thọ khổ thôi thầy. Nếu mà nói về thọ, dạ, con chỉ biết trả lời vậy thôi, dạ. Rồi, xa thú chúng phần nữa, 5 điểm. Chúng phần nữa, 5 điểm. Rồi, rồi cô Diệp Quỳnh mời tiếp nha. À, được 5 điểm là cũng hay lắm rồi ha. Mời cô Diệp Quỳnh. Dạ. Cảm ơn Sức Hà, được 5 điểm này giỏi rồi. Dạ. Và Nhật Quỳnh đọc lại câu hỏi. Dạ, rồi đánh thù tì nha. Mà chắc Nguyên Như trả lời sao rồi. Câu số 3, khi hành thiền bị đau chân thuộc thọ gì và sẽ ghi cho thọ gì? Lúc nãy nghe Thích Hà đọc thì chắc quý vị đã mở được vấn đề rồi. Dạ, bây giờ thì mời Pháp Muộn Lào Cai nha, lấy lại điểm đi. Pháp Muộn nợ bàn tay, đưa tay trước Nguyên Như nên mời Pháp Muộn Lào Cai. Dạ vâng ạ, con xin được trả lời câu hỏi của thầy. Không còn gì để mất nữa nên con phải cố một vạt thêm. Dạ, thưa thầy, con xin được trả lời là khi mà hành thiền ấy, chân bị đau ấy, thì nó là thọ khổ, thuộc thọ khổ, thân thức thọ khổ. Còn nó sẽ duyên cho thọ ưu sinh khởi ạ. Dạ, con xin được... con xin trả lời như vậy có đúng không ạ? Con nó thọ ưu ở là sân đó, thưa sư. À, thưa thầy, và con xin được trả lời như vậy ạ. Con xin được xuống. Xa thú, xa thú, 10 điểm ha, hay quá, giỏi quá. Xa thú ha. À, khi mình thiền cái chân đau sanh thọ khổ, nhưng mà từ cái thọ khổ nó duyên qua thọ ưu, tức là tâm mình phát sanh sự khó chịu bực bội ha, thì cảm thọ thuộc về thọ ưu. Rồi xa thú ha, 10 điểm. Gỡ lời ha, nãy giờ bị dịch hoài tức quá. Quá lên gỡ vốn. Rồi câu số 4, câu số 4 này Nguyên Như lên nè, bởi Nguyên Như này câu số 4 nè. Người nhị nhân, câu số 4 rồi, người thư ký đâu rồi. Người nhị nhân khác người tam nhân ở những đặc điểm gì? Người nhị nhân khác người tam nhân ở những đặc điểm gì? À, có những cái, nhưng có nhiều cái đặc điểm của người nhị nhân người tam nhân khác nhau ha. Thì đó là câu số 4. Rồi, mời Nguyên Như nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con chưa ạ? Nó cứ chạy tuột tới tuột lui biết. Dạ, con thấy khi mà người nhị nhân thì có nghĩa là người có hai nhân là vô tham và vô sân, và cái người tam nhân thì có vô tham, vô sân và vô si. Nếu mà nhìn ở ngoài mặt á, thì hai cái vị này mình không có biết người nào là nhị nhân và cái người nào là tam nhân hết, chỉ có Đức Tôn mới biết mà thôi. Người nhị nhân cũng có thể là những cái bác sĩ, kỹ sư, bác học ở đời họ rất là giỏi, nhưng mà chỉ có cái là họ không có đắc thiền được thôi. Thành ra khi mà mình vô thì mình rất là không có biết được, mình chỉ biết được là cái người nhị nhân thì không có thể nào mà chứng được cái thiền, chứng đạo, chứng quả và chứng thiền thưa thầy.
Tại vì người nhị nhân họ không có trí tuệ. Nhưng mà khi mà cái đó thì con cứ vậy thôi, là con cũng nhớ nào, con xin đạo tràng có thể bổ sung ạ. Rồi, xa lắm. Cho bổ sung lại lần nữa để lấy thêm điểm, còn một điểm rất là quan trọng ha. Còn một điểm rất quan trọng sẽ lấy được 10 điểm. Rồi, mời Quý Như lên cố gắng động não lấy cái nữa coi, lấy 10 điểm. Rồi, ưu tiên 1 ha. Dạ, ưu tiên một cái này sáng giờ Quân Như ăn tàu hũ không mà thành ra không biết đọc nào, có gì trọng để đọc. Để con coi lại nha, suy nghĩ lại nha. Cái người tâm nhân á, thì khi mà họ tái sinh ở trong cái tâm tục sinh á, thì nó có đủ ba nhân vô tam, vô sân vô si. Khi mà lúc vào thai làm người là mình đang nói là với khi mà sinh ra đời rồi á, thì những cái người này họ thiền, họ tu thì họ có cái khả năng chứng được những cái bậc thiền, những bậc thiền sắc giới, những bậc thiền vô sắc giới, và họ có thể chứng được những cái pháp thượng nhân như là chứng được các thần thông. Rồi những cái vị này á, thì nếu mà thực hành thiền Vipassana thì họ cũng có thể chứng đạo, chứng quả, họ có thể thánh đạo chứng quả, họ có thể nhập Niết Bàn. Còn những cái người nhị nhân thì họ sinh ra đời thì tự vì tâm tái sinh của họ không là một cái tâm ly trí, tức là nó có hai nhân thôi, vô tham, vô sân, và nó không có vô si, nó không có cái tâm hợp trí tuệ, cho nên họ không có thể, tự vì không có trí tuệ, thành ra người đó thực hành thiền định thì cũng hành thiền như bình thường, nhưng họ chỉ không đắc được thôi, nhưng không có nghĩa là họ không có thiền được. Rồi nếu mà họ có thiền tuệ đi nữa thì họ cũng tập tành thôi, nhưng mà cũng không có cái khả năng chứng ngộ được lúc đó. Những cái vị mà có cái tâm tam nhân là vô tham, vô sân, vô si, thì khi mà họ tái sanh, họ sẽ dùng cái tâm là tâm đại quả, hợp với trí tuệ, có nghĩa là vô tham, vô sân, vô si. Còn những cái vị mà sau khi mà họ đã tái sanh rồi đó, thôi nó hồi nó rối quá à. Em dắt ra được có nhiều đó à, thầy ơi, tôi nhớ xin xuống. À, đúng rồi, vậy nữa suy nghĩ gì cho nhiều. Người nhị nhân, cái mấu chốt là quan trọng là người nhị nhân là người có tâm tục sinh, là chỉ có hai nhân thôi, tâm quả tục sinh chỉ có vô tham vô sân, hai nhân thì gọi là người nhị nhân. Khác người tam nhân là tâm quả tục sinh, người tam nhân là ba nhân, và có ba nhân vô tham vô sân vô si, nó khác nhau cái đặc điểm đó. Và cái đặc điểm quan trọng nữa là người nhị nhân thì tu không thể chứng đắc được thiền hay đạo quả, còn người tam nhân thì có thể chứng đắc được thiền hay đạo quả ngay trong cái sống hiện tại này. Rồi nãy thấy rồi như trúng rồi đó, 10 điểm, xa thứ 10 điểm ha.
bây giờ có trong kiếp sống này thì chắc chắn là tu chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Rồi con này mời Hà nãy giơ tay, giờ mời Hà lên diễn cảm về cái ý này của nhiều người ta nói vậy ha, phải mà sanh ra là người tam nhân thì tâm thục sinh là đầy đủ của tham của sân của si. Người này trong cuộc sống này là chắc chắn là thành tựu được đạo quả ngay trong cuộc sống này hoặc là đắc thiền. Rồi mời xin Hà nha. Dạ, mô phích tham mà giá nam mô sang thầy. Dạ, thưa thầy, tại vì cái người tam nhân thì có ba trường hợp. Họ có thể tục sanh bằng bốn tâm đại quả thiện hợp trí. Nhưng mà nó không chắc chắn là cái người tam nhân đó có thể chứng đắc một cái tầng thánh hay là thánh trí nào, tầng thiền hay thánh trí nào. Họ cũng chỉ là người thường khi mà... nhưng mà khi cái tục sanh họ có ba cái nhân vô tham vô sân vô si, nhưng mà chưa chắc là họ có thể là người bình thường nhưng mà cũng không có thành đạt được một cái tầng thiền hay thánh trí nào. Và cái trường hợp thứ nhì là họ có thể, cái người tam nhân có thể chỉ chứng đắc thiền định thôi nhưng là không chứng đắc thiền các tầng thánh trí, các đạo và quả thánh trí. Và cũng có trường thứ ba là họ cũng có thể vừa đắc thiền định các tầng thiền cũng vừa đắc các thiền thánh trí đạo. Một cái vị đó nếu mà người tam nhân nhưng mà họ chưa đầy đủ ba la mật duyên lành thì họ chỉ là những người tiếp tục tu tập tạo thêm ba la mật để có thể một ngày có thể chứng đắc. Nếu mà chưa đầy đủ ba la mật thì cũng chưa có gì chắc chắn là sẽ chắc chắn là người đó. Và nếu mà người đó là tam nhân mà không tu tập gì thì cũng là quê, cũng chẳng có thể mà chứng đắc, tại vì đó là đòi hỏi cái sự tu tập các tầng thiền và các tầng tín niệm xứ. Đó là cái ý kiến của con. Dạ con hết. Hay quá em. Một người đầy đủ tục sinh bằng tam nhân tâm quả thiện, tam nhân chưa chắc là người đắc là quả nha. Nhiều người tuyên bố đó là vậy nha. Là người dù là có đắc, có tục sinh bằng tâm quả thiện đầy đủ vô tham vô sân vô si, nhưng mà giờ không thành tu thì lấy gì đắc, là một. Hai, giờ có tu đi nữa mà thiếu cái barami, nó như à mới nói thiếu cái barami đầy đủ, như bổ túc đầy đủ barami thì cũng không thể đắc được, phải chờ huấn luyện chừng nào đầy đủ, nhưng vốn liếng đầy đủ mới đắc được ha. Và cái điểm quan trọng nữa là phải thân cận những bậc thiện trí thức, phải chịu nghe pháp, học pháp, phải tu tập dữ lắm, chứ không phải mình để ý mình tam nhân mà không làm gì làm. Nên chuyện đó là chuyện không thể, nếu mà dù cho mình người tam nhân cũng vậy ta. Cho nên người nhị nhân mình cũng đừng có buồn ha. Mình nếu mình người nhị nhân bây giờ kiếp này mình tu, mình gieo trồng ba la mật, kiếp sau mình sanh tam nhân đầy đủ ba la mật thì mình sẽ rồi. Đó là cái câu số ba, số bốn ha. Còn câu chót ha, chót câu số năm. Phàm nhân khi đến giờ phút cận tử, câu số 5, phàm nhân khi đến giờ phút cận tử, là câu chót nha. Phàm nhân khi đến giờ phút cận tử, lộ động tóc sẽ thuộc giống gì? Và sau khi chết sẽ là sao? Phàm nhân khi đến giờ phút cận tử, lộ động tóc sẽ thuộc giống gì? Và sau khi chết sẽ là sao? Và sau khi chết sẽ ra sao? Và sau khi chết sẽ
sẽ ra xa. Câu này cho mình biết là phạm nhân, là đây mình chỉ nói về phạm nhân ha, và những người bình thường như mình, không có phải là những thiền sư đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, cái này là bỏ những cái vị đức quan bên, lấy phạm nhân bình thường. Khi đến giờ phút cận tử thì cái lộ động tóc nó sẽ thuộc giống gì, và sau khi chết nó sẽ ra sao? Rồi, đây, mời quý vị lên phân tích nha. Mời cô Nhật Quỳnh làm việc nha. Dạ, sa thủ kính tri ân thầy. Dạ, năm mô bích thai giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin đọc được học câu số 5. Mà đáng lẽ câu này là câu số 6 rồi. Dạ, tại vì câu số 5 hồi nãy trả lời rồi. Dạ. Như thì trả lời câu số 4, nhưng mà Hà trả lời câu số 5, nhưng mà do không đánh câu hỏi lên thôi. Nhưng mà thôi, tầm 6 vậy cũng vậy thôi, phải không quý vị? Nhưng mà câu này là câu chót. Dạ, Nhật Quỳnh đọc. Nhật Quỳnh trả lời hả? Trời ơi, Nhật Quỳnh dốt vì diệu pháp lắm, mời giỏi cho dốt lắm. Phạm nhân khi đến giờ phút cận tử lộ động tóc sẽ thuộc chống gì, và xưa khi chết sẽ ra sao? Để Nhật Quỳnh dòm coi ai để Nhật Quỳnh mời. Dạ, Nhật Quỳnh mời để Nhật Quỳnh học quý vị. Đọc não hả? Quý vị trả lời là Nhật Quỳnh cũng đã đọc não rồi, nên là không sao hết. Thina ơi, Thina có trước máy không? Bây giờ Thina có cầm mic được không Thina? Alo, Thina ơi, Thina có trước máy không? Bây giờ Thina có cầm mic được không? Nếu Thina cầm mic được cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Thina lúc này cũng bận quỷu lắm, nên không biết là có cầm mic được không. Vậy là chắc không cầm mic được rồi. Dạ, bây giờ trong đầu tràng này ai cũng trả lời hết rồi. Dạ, có mình Châu Nguyễn chưa trả lời. Bây giờ Châu Nguyễn nghe trả lời câu này đi Châu Nguyễn. Cho Nhật Quỳnh học coi. Châu Nguyễn ơi, nên trả lời câu số 5 này đi. Alo, alo Châu Nguyễn. Ồ, mời Nancy. À, Nhật Quỳnh nãy giờ không thấy Nancy. Dạ, kính chào cô Nancy vừa vào đạo tràng. À, kính chào huynh Chánh Tâm vừa vào đạo tràng. Thôi bây giờ cô Nancy đấy đi. À, chuẩn bị ra trung rồi hả? Thôi đi lên chùa. Qua wow, xa thú hôm nay. À, quay Châu Nguyễn lên quay lên Facebook luôn, hay là quay bên message gì Châu Nguyễn? Quay lên Facebook luôn không? Có quay lên Facebook của Châu Nguyễn không? Dạ, bây giờ thì bây giờ Châu Nguyễn bớt lại câu số 5 đi. Nhật Quỳnh mời Quỳnh Quỳnh Chánh Tâm đi. Có Quỳnh Chánh Tâm vào đạo tràng để mời Quỳnh Chánh Tâm sau đó. Rồi nếu mà không xong thì sẽ mời cô Nancy. Dạ, Quỳnh Chánh Tâm vào đạo tràng có thấy không? Có thấy được câu hỏi không? Nhật Quỳnh đọc nha. Dạ, câu số 5. Dạ, nghe quý vị đi dự lễ mà quan hỷ quá đi. Dạ. Câu số 5 là phàm nhân khi đến giờ phút cận tử, lỗ động tóc sẽ thuộc giống gì, và sau khi chết sẽ ra sao? Dạ, Quỳnh Chánh Tâm có trước máy không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, Quỳnh Chánh Tâm rồi, mời Quỳnh Chánh Tâm lên cái anh đài câu chót nha. Dạ, con xin đến kính đến lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính đến lễ sư Chi Đức. Con xin kính chào thầy Kinh và con kính chào đạo tràng. Con mới vô tưởng hôm nay thầy không có dạy, xong cái vô nên thấy cái câu này cũng con cũng chỉ nghĩ theo, con cũng không có gần mấy theo con nghĩ đó. Khi mà phàm nhân khi đến giờ phút cận tử lộ động tóc sẽ là theo con lộ động tóc đó là có thể là lộ động tóc sân sợ hãi,
đó là khi khi vì họ không có muốn muốn chết, thì cái động tốc đó là một là trong những cái độ động tốc sân và sợ hãi, và khi sau khi chết thì họ sẽ, nếu mà họ mà để con xin phân tách, nếu khi mà phàm nhân khi mà giờ phút cận tử á, thì nó có tùy theo, nếu mà phàm nhân mà họ giữ giới, họ có sự tu tập á, thì có thể là khi họ chánh niệm á, thì cái lúc đó thì họ cũng có thể là một là họ có thể có cái có cái tâm tham ái, cũng có cái tâm, cũng vẫn còn cái tâm tham, cũng còn muốn cũng còn muốn sống. Nếu mà nói về cái người mà có chánh niệm, chưa phải là gì, còn nói về phàm nhân mà nếu mà khi mà không có tu tập thì cái sự động lực gì sau thì họ sẽ sân và sợ hãi, họ sẽ lo sợ, thì nó sự khác nhau. Một là người có thể chánh niệm, có thể họ một có người có thể buông xả hay let go, nhưng mà con nghĩ cái buông xả và let go hết đó là người phải tu về về thiền tứ niệm xứ thì mới được, nhưng mà con thấy đa số thì rất là khó, tại vì mình phàm nhân đó, đa số Đức Phật nói đó, khi mình chết đó, mình rất là sợ hãi và mình rất là sân hận, mình về toàn cái trước mắt thấy là sao mình chết, mình khó giữ được tâm được lắm, thì đa số con nghĩ là cái động tốc nó và sau khi chết sẽ đi về cõi độ xứ, đó là con nghĩ vậy. Còn nếu mà những người mà tu tập mà chánh niệm tỉnh giác thì có thể họ giữ cái tâm quân bình, thì cái động tốc họ có thể là một động tốc tâm tâm một trong những cái tâm tâm thiện khởi lên, thì khi nếu mà tâm thiện thì họ có thể những cái tâm mà hợp chí hay là ly chí, những cái tâm thiện mà họ khởi lên đó, thì họ có thể về cảnh giới, về nhàn cảnh, thì đó thì nhưng mà cái sự tu tập đó tùy theo mỗi người tu tập về cái tâm được bao lâu và hiểu được tâm và không có biết sợ hãi hay không sợ hãi, thì con chỉ phân tích được như vậy thôi. Con xin nhường mic cho những người kế tiếp ạ. Con xin xuống mic ạ. Sao đâu chưa được rõ ràng mà năm điểm quan hệ năm điểm rồi, mời cô Diệu Quỳnh lên mời tiếp người đó nha, ai giải thích cho nó đâu vô đó lại các bạn ha. Rồi xin mời con. Dạ sa thủ kính cảm ơn Quỳnh Thanh Tâm rất là nhiều, dựa vào đạo tràng là Diệu Quỳnh đã mời và cũng khai cầm mịch cũng trả lời được năm điểm là tốt lắm. Dạ bây giờ thì theo như Châu Nguyễn lúc nãy nói, Nhật Quỳnh xin lỗi Sinh Nhân Si, Nhật Quỳnh không có thấy Sinh Nhân Si vào. Dạ nên bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Sinh Nhân Si cầm mic nha. Dạ rồi Châu Nguyễn đi dự lễ ăn vui nha. Dạ mời Nhân Si. Dạ con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con xin đảnh lễ chư tôn đức ở trong room, con xin kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin được trả lời cái câu hỏi này. Dạ phàm nhân đến giờ phút cận tử, lộ động tốc sẽ thuộc giống gì và sau khi chết sẽ ra sao? Thì người phàm nhân ngay cái giờ phút cận tử, tức là mình sẽ cái nó sẽ tùy theo cái nghiệp lực, cái nghiệp gì mà nó chín mùi vào cái lúc đó thì là nó sẽ tạo ra cái tâm động tốc và nó đưa mình đi tái sanh. Thì nếu như đó mà những cái nghiệp đó là không phải là trọng nghiệp á, thì trọng nghiệp sẽ là cái nghiệp mà nó sẽ chắn là nó sẽ đưa mình đi trái tái sanh đó.
là theo trọng nghiệp. Nếu như mình không có trọng nghiệp đó, thì có thể là một cái cần tử nghiệp, mình làm một cái nghiệp gì đó ngay cái lúc mà cần tử, thì là nó sẽ thì những cái nghiệp đó tốt hay xấu thì nó sẽ đưa vào cái tâm động tốc là những tâm thiện hay là bất thiện. Rồi còn cái mà thường có thể xảy ra đó là cái thường nghiệp. Thường nghiệp đối lúc đó là những thì sẽ là do cái thường cận y duyên đó, nó sẽ tạo nên những cái tâm động tốc trong cái lộ cần tử. Thì người mà có tu tập thường đó, thường xuyên, thì có thể vào cái lúc cần tử do cái thường cận y duyên thì những cái tâm tâm thiện nó có thể sinh khởi và giúp ta tập được tái sanh vào nhàn cảnh. Còn không tu tập hoặc là thường hay làm những cái việc bất thiện thì cái lúc đó do cái thường cận y duyên đó nó sẽ tạo ra một cái lộ động tốc là bất thiện và nó sẽ đưa chúng ta đi đến cõi khổ. Thì để trả lời cái khúc cái câu cái phần kế là động tốc thuộc giống gì đó, thì thiện hay bất thiện là tùy theo cái nghiệp của mình và sau khi chết sẽ ra sao. Thì nếu như mà trong cái lộ động tốc đó mà có những cái tâm tham hoặc sân hoặc si mà nó khởi lên trong cái lộ động tốc đó, thì nhất định là mình sẽ tục sanh bằng cái vào bốn quải khổ và tục sanh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Còn nếu như mà trong cái lộ động tốc đó là cái giống thiện thì mình sẽ đi tục sanh bằng hoặc là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân thì sẽ làm người lạc vô nhân. Và nếu như là trong cái lộ động tốc đó là những cái tâm thiện mà có hai hợp trí thì hoặc là hợp trí mà tối thắng hoặc là không có được tối thắng thì mình có thể là và những tâm thiện đó có thể là những cái tâm như là tám cái tâm đại thiện, có thể là hợp trí hay là lý trí. Thì khi mà mình đi tục sinh thì mình sẽ tục sinh bằng hoặc là tâm quan sát thọ xả quả thiện và làm người lạc vô nhân. Hoặc là nếu như là có những cái tâm trong động tốc mà nếu như là những cái tâm thiện ly trí thì sẽ tục sinh bằng tâm quả ly trí, một trong bốn tâm quả ly trí. Và nếu như là trong cái lộ mà động tốc đó là những cái tâm hợp trí, đại thiện hợp trí thì sẽ tục sinh bằng những cái tâm bằng tâm một tâm bốn tâm quả hợp trí, đại thiện hợp trí. Và sẽ làm người tam nhân. Còn nếu như mà tục sinh bằng tâm quả lý trí thì sẽ làm người nhị nhân. Dạ con xin hết ạ. Rồi, xa thứ xa thứ. Bảy điểm, bảy điểm. Còn hơi rối rắm chút xíu ha. Bảy điểm, xa thứ. Rồi mời Nguyên Như nãy giờ tay, Nguyên Như bỏ tóc cười. Mời Nguyên Như. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, Nguyên Như con cũng trả lời giống như cô Nancy. Con chỉ nói lại hai cái điểm chánh là khi mà một cái vị phàm nhân mà đến cái giờ phút cận tử
trước đó hàng ngàn hàng triệu lộ lần. Nhưng mà cái lộ cận tử cuối cùng á, là mới là cái lộ mà quyết định cái cảnh giới tái sanh của cái vị đó. Thành ra có những cái vị phàm nhân mà họ rất ác trong cái kiếp họ hay là nhiều cảnh bất thiện, nhưng mà cái lộ cận tử cuối cùng đó đó thì cũng hên xui dữ lắm. Nó tùy theo là cái cảnh mà họ thấy trước khi mà họ chết á, thì nó có ba cái loại. Thứ nhất á, là nó là cái cảnh, nó có ba cái cảnh của cái cận tử nghiệp. Thì nó có một cái cảnh là trọng nghiệp, thì nó thuộc nó trọng nghiệp nó thành là bất thiện. Có hên xui đó hà, chứ không phải là hông đâu. Nếu mà trọng nghiệp á, thì chắc chắn là đi cõi khổ. Trọng nghiệp thiện á, thì mình tu thiền thì mình cũng là trọng nghiệp thiện. Còn mình giết cha giết mẹ, giết bậc A-la-hán, chia rẽ tăng già thì nó là bất thiện. Nhưng mà khi mà gọi là nếu mà mình không có bị trọng nghiệp á, thì mình qua cái thường nghiệp. Nhưng mà có những vị khi mà người ta tu cả đời, đến khúc cuối cái tự nhiên cái thèm ăn nước mắm, hay là có người nào mà làm cho họ giận lên đi lên thì họ lại nổi sân đó đó, thì Nguyên Như gọi cái đó là nó quá xui. Có gần chết rồi mà con cái lợi gây gỗ, là mình thất niệm cái lúc đó tự nhiên cái mình đi xuống, lúc đó là nó xui thiệt ở đây. Còn nếu mà mình cứ trải qua, có nhiều cái người mà họ cứ làm ác mà đến lúc chót nhiều khi họ cũng gặp hên lắm. Họ có con cái hiếu thảo, lợi có nhiều người gọi là dẫn thầy rồi dẫn những cái người bậc cao tăng tới nhà cúng dường, tự nhiên họ sanh hoan hỷ, thì cái đó đúng là hên thiệt. Gọi cái đó là mình tu thì tu, nhưng mà nó cũng có nhiều cái điều kiện, nó không gọi là các pháp là vô thường mà mình đâu có control nó được. Thành ra mình làm thì mình cứ việc là mình ráng mình tu thôi, chứ mình không biết lúc đó làm sao cho thầy. Còn cái thứ ba, nếu mà mình không có thường nghiệp mình nhảy vô đó thì tới là tích lũy nghiệp, tức là khinh thiểu nghiệp. Nó là khinh thiểu nghiệp, thì nếu mà mình không có qua cái trọng nghiệp, không có qua thường nghiệp thì cuối cùng nó là khinh thiểu nghiệp. Nhưng mà tuy nó cũng vô thường, nó cũng hên xui, nhưng mà cũng không có nghĩa là mình không có tu. Mình cứ việc tu đi, rồi đến lúc đó thì cái phần nào mà nó nhiều hơn, nhiều tu kiếp này quá nhiều mà kiếp trước á, mình quá nhiều cái điều xấu, thì đến kiếp này mình cũng không có được. Thành ra nói chung là mình cứ việc cái chuyện đúng mà mình làm thôi. Thì cái đó là con thấy về cái phần mà phàm nhân đến giờ phút cận tử. Thì nó chỉ có thuộc, con thấy chỉ có thuộc hai giống là giống thiện và giống bất thiện, chứ không có thấy giống vô ký ở trong đây. Tại vì thầy đang hỏi về phàm nhân, và khi chết thì sẽ ra sao. Thì nếu mà một cái vị mà sanh ra đến lúc mà cái người khổ, thì họ sanh ra bằng cái tâm quả quan sát vô nhân. Ba tâm quả quan sát vô nhân, thì tâm quả quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, và tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, thì họ sẽ sanh ra làm người khổ. Còn khi mà họ cái tâm tục sanh nó là ba tâm quan sát vô nhân và bốn tâm quả thiện ly trí, thì lúc đó họ sẽ sanh làm người lạc vô nhân và người nhị nhân. Và khi mà họ sanh ra bằng cái tám tâm đại quả dục giới hoặc là ba tâm quan sát vô nhân, thì họ sanh ra làm người tam nhân hoặc là bốn bậc thánh quả ở cõi dục giới, thưa thầy. Dạ, cái đó là câu trả lời của con, và con xin xuống ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thủ Nguyên Như đã trả lời câu hỏi. Dạ, nhưng mà Nhật Quỳnh thấy có pháp nguồn độc cai nè, rồi có Quỳnh chánh tâm. Dạ, theo ý kiến của thầy thì thầy nghĩ như thế nào? Bây giờ có mời nhị vị này lên trả lời tiếp câu hỏi, hay là thầy
cầm mic để dạ mời phải không? Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh thấy Pháp Nguồn Lào Cai đưa tay trước, mời Pháp Nguồn Lào Cai, rồi mời Quỳnh Chánh Tâm nha. Dạ, mời Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, thưa thầy, con xin được bổ thúc tốt thêm ạ. Thì thường thường là người phàm nhân khi đến giờ phút cận tử lộ động tóc thế sẽ thuộc gì và sau khi chết sẽ ra sao? Thì con xin được bổ túc thêm là khi mà cái lúc cận tử thì thường thường là có ba cái cảnh sẽ xuất hiện. Một là cảnh nghiệp, hai là cảnh nghiệp tướng, ba là cảnh thú tướng ạ. Thì khi mà cảnh nghiệp thì nó chỉ diễn tiến trong lộ ý môn mà thôi ạ. Còn nghiệp tướng thì thông qua cảnh pháp ạ, như là hình ảnh này, âm thanh, mùi vị làm cho người đó nhớ lại ạ. Còn cảnh thú tướng là cảnh của cõi lành hay là cõi dữ ạ. Thì nếu tâm mình mà phản ứng với cảnh bằng tâm thiện ấy, thì sẽ đưa người đó sẽ đến nơi nhàn cảnh ạ. Còn nếu mà tâm mình mà phản ứng với cảnh bằng tâm bất thiện thì sẽ đi xuống khổ cảnh ạ. Còn nếu mấy trường hợp mà cực trọng nghiệp và cực ác hoặc cực thiện đó là có thể là theo về ác nghiệp thì ác trọng nghiệp đó thì là giết cha, giết mẹ hay là làm Phật chảy máu hay chia rẽ tăng đoàn hay là giết A-la-hán hay tà kiến cố định đó thì sẽ bị rơi xuống cảnh địa ngục vô gián ạ. Còn nếu mà những người có tu tập thì sẽ ngược lại, sẽ được lên những cái cảnh nhàn cảnh hoặc là có thể được đi những cái cõi khác cao hơn ạ. Dạ, con xin được bổ túc thêm vậy thôi ạ. Có gì mong thầy chỉ dạy thêm cho con ạ. Con xin được mời vị khác ạ. Dạ. Yeah. Con xin bổ túc thêm. Thứ nhất, nãy cũng chia sẻ với nhau chứ không có gì hết. Nguyên Như nói trong Pháp mà cái vụ mà hên xui, chánh tâm xin bổ túc gì, nguyên như trong Pháp không có vụ mà hên xui đâu nha. Thì cái sự tu tập của mình đừng có nói hên xui, từ trong vi diệu Pháp, những gì nó đến, cái nghiệp lực của mình nó đẩy mình đi chứ không có vụ mà hên xui trong đây. Tại vì mình học vi diệu Pháp mình nên biết là không có hên xui gì đâu. Chánh tâm chỉ nói theo đúng trong Pháp thôi. Và cái để trả lời cái câu hỏi của thầy để con xin bổ túc á, là nãy Pháp Thường Lão Cai là nói rất là đúng. Trong bây giờ con hiểu cái câu này rồi. Khi mà trong phàm nhân khi đến giờ phút cận tử lộ động tóc thì sẽ thuộc giống gì, thì một á, là nó có giống thiện hay là giống thiện, giống thiện hay là bất thiện. Và khi cái người mà sống cái tâm mà bất thiện á, thì khi mà nó khởi lên trong cái lộ cận tử á, thì nó sẽ về nó cũng như là nó có ba loại nghiệp tướng và thú tướng. Thì cái bất thiện mình khởi lên trong cái tâm mà bất thiện quan sát, bỏ bất thiện khởi lên thì và nó sẽ cho những cái bảy tâm quả bất thiện nó về những cái bốn cõi khổ. Và khi những cái tâm mà những cái tâm thiện khởi lên thì giống như cái nghiệp mà mình thấy những gì mà mình làm trong cái sự thấy cái thường mình làm thì nó tác động vào những cái thường cận y duyên thường ngày của mình, hay là mình thấy những cái hiện tượng mà cái trong cái lộ ý hay là lộ ngũ môn lộ ý, hay là tùy theo mình thấy cái nghiệp tướng và cái thú tướng của mình thì nó như thế. Và cái nghiệp mà thiện á, thì khi mà nó trổ lên thì tùy theo cái sự tu tập giữ giới hàng ngày của họ, thì một là cho những cái 8 quả thiện hay là 16 quả thiện, hay là một trong những tâm quan sát quả thiện vô nhân quan sát, hay là trong một trong những 8 tâm đại quả thiện dục giới cho tùy theo là 4, 8, 16. Còn những người phạm nhân mà tu tập
thiền mà chứng được thiền thì nó sẽ cho không trong lúc giờ cận ngộ tử mà không có ngoại thiền thì họ sẽ họ sanh báo nghiệp của họ chứng những cái tầng thiền nào thì họ sẽ tương ứng về cái đó là nhân nào quả đó. Còn những về về cái nghiệp mà họ không có chứng thiền mà họ chỉ trong phạm nhân thì những cái quả tùy theo cái nghiệp lực của họ, những cái sự tu tập đó thì tùy theo những cái quả bất thiện hay quả thiện thì nó cho theo cái nghiệp của họ, nghiệp lực về giống thiện hay thiện thì nó cho quả tương ứng với nó là dị thời nghiệp duyên là như vậy. Thì con cũng xin bổ túc thêm và con xin hết ạ, con xin xuống bích ạ. Dạ, con xin phép cô Nancy. Dạ, kính thưa thầy, cái câu hỏi của thầy hỏi đó là phàm nhân đến giờ phút cận tử, chứ thầy không có hỏi là cho những bậc thánh. Thành ra nguyên như cái câu trả lời con vẫn như vậy là nếu mà mình đã tu mà mình đã đắc thánh rồi trong cái kiếp của mình thì đương nhiên là cái đó là absolutely là sẽ theo cái quả. Còn nếu mà cái những người đắc thiền thì sẽ theo cái quả đó. Nhưng mà thầy hỏi là những cái người giống như Nguyên Như với anh Chánh Tâm, nếu mà anh Chánh Tâm nó mỗi ngày anh thiền mà chắc chắn là anh đi về cõi thiện thì cái đó em nói là chưa chắc, tùy theo cái đó. Dạ thưa thầy, có thể giải quyết giùm vụ này cho Nguyên Như được không thầy? Dạ con xin xuống ạ. Dạ xa thủ Nguyên Như, dạ cho Như Quỳnh được góp ý trong cái câu hỏi này. Dạ, tại vì Nhật Quỳnh thấy câu hỏi thì quá là sôi nổi. Nhưng mà Nhật Quỳnh thấy cũng đã hết giờ rồi, nên Nhật Quỳnh chỉ góp ý thôi. Dạ, góp ý theo cái hiểu biết của Nhật Quỳnh. Dạ, thêm giờ. Dạ, phàm nhân. Dạ, đúng rồi. Nhật Quỳnh góp ý để thầy giảng thêm. Nhật Quỳnh xin kéo câu hỏi xuống. Phạm nhân khi đến giờ phút cận tử lộ động tóc sẽ thuộc giống gì và sau khi chết sẽ ra sao? Nhật Quỳnh xin góp ý cái câu thứ nhất là phạm nhân khi đến giờ phút cận tử lộ động tóc là sẽ cái việc là sẽ là gì? Mặc dù là phạm nhân nhưng mà còn tùy theo, dạ, còn tùy theo cái người đó thường làm thiện hay là thường làm ác. Nếu mà thường làm thiện, thường trì giới, thường đi cúng dường, thì tới cái lúc mà mình cận tử thì mình sẽ nhớ lại. Thí dụ như là bây giờ là chùa Ngọc Đạt nè, trong rơm Phật giáo Nam Truyền này nè, rất là xôn xao, nhất là chị Mách Ta và những người trong rơm Phật giáo Nam Truyền là ai cũng hướng về chùa Ngọc Đạt hết, mặc dù ở Mỹ, ở Úc, ở xa xa, thật là xa, nhưng mà ai cũng hướng về chùa Ngọc Đạt để xem cái cuộc lễ dân y cũng như hùng cước chút xíu của cả công người của, thì ai cũng hướng về trong cái lễ dân y. Thì nếu như Nhật Quỳnh nha, nói Nhật Quỳnh thôi chứ không dám nói ai, nếu mà Nhật Quỳnh mà trong cái lúc này đó mà ngã ra cái đùng á, thì có thể cái tâm cũng đang hướng về Ngọc Đạt, hoặc cái tâm đang hướng về cái nhóm đi tạo phước ở bên Cali. Hoặc là ngày nào Nhật Quỳnh cũng vào ba cái room và vào Facebook, nên có khi Nhật Quỳnh ngủ thôi nha, ngủ thôi mà cũng còn nằm mơ, đang cầm mic hoặc đang phải vất bại, hoặc có khi mà nghe chuông đồng hồ reo thì không biết giúp mình vậy liền, không biết giờ này mở trong Pháp Cú hay là mở trong Phật giáo Nam Truyền, tại vì ngủ là mình không còn biết ngày và đêm. Nhưng mà bất cứ lúc nào cũng nhớ như vậy. Thì Nhật Quỳnh nghĩ nếu mà một người mà có thường thường làm những cái việc thiện thì khi cận tử sẽ gặp được những cái điều thiện, mà nhất là nếu mà người này có được ba la mật đời trước nữa thì nó sẽ tạo được mình gặp cảnh thiền. Và còn nếu người ác thì khỏi nói rồi, dạ ai cũng biết điều đó rồi. Thì còn mà chết á, thì đi về đâu thì thật sự là không thể nào biết đi về đâu,
chỉ có Đức Phật mới biết người đó đi về đâu. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ dạ kính dân mất đến đạo tràng. Dạ thưa cho con nói thêm một chút nữa là con muốn nói về cái chỗ mà hồi nãy Nguyên Như nói là hên xui đó. Con nghĩ cái chữ hên xui đây trong cái ý là cái con đường nó đang còn bất định. Vì nếu còn là phàm nhân đó, thì bốn cái quả khổ đó nó vẫn còn là rộng mở. Cho dù mình có tu gì đó thì con đường của mình nó vẫn bất định. Mình không biết được là mình sẽ tái sanh vào ở cõi nào. Mà tất cả là nó xảy ra trong một cái giờ phút cần tử. Và nếu như là cái động tốc mà giống thiện thì mình sẽ sanh vào cõi vui. Mà nếu như là động tốc mà bất thiện thì mình sẽ sanh vào cõi khổ. Và đây là cái chỗ mà mình nói là nếu mình còn phàm nhân á, thì con đường đi của mình là bất định. Cho dù mình có tu tập như thế nào. Con xin hết. Rồi, sao câu cặp tranh tài hấp dẫn không? Rồi giờ để giải quyết cái vấn đề này ha. Giờ có hai loại bò, một bò trắng, một loại là bò trắng, một loại là bò đen. À, giờ quý vị ai có Diệp Quỳnh ghi ra bò trắng là thiện, bò đen là bất thiện, thì là thấy không? Đó là mình có hai loại bò. Tôi nghĩ là bò trắng là thiện, bò đen là bất thiện. Rồi, mà có hai giống ha, giống bò trắng thì mình cho là thiện là tốt, là đẹp ha. Bò đen là bất thiện. Rồi bây giờ mình có 100 con bò ở trong chuồng bò mà 80 con bò là bò trắng, 20 con bò là bò đen, đúng chưa? 80 con bò là bò trắng là 80 so với lại cái 20 thì cái nào nhiều cái nào ít? Rồi, bò trắng nó nhiều, tức là thiện nhiều, tức là thiện đầy đủ, tức là mình có tu tập giống như mình có tu tập trì giới, tam thiền đủ thứ không? Nhưng mà giờ 80 con bò trắng với lại 20 con bò đen nữa đó. Nhưng mà tới ngay cái cửa đó, cái cửa nó chạy ra đó, cái con bò đen nó đứng ngay đó. Bây giờ mở cửa ra, con nào chạy ra trước? Đúng rồi, con cửa chạy ra trước, con đen chạy ra trước, mặc dù là con trắng nhiều con đen nó đương nhiên là cơ hội vừa mở cửa ra nó dọn liền, thấy chưa? Thì như vậy cái hên xui là mình phải hiểu là như vậy, chứ không phải là hên xui là theo kiểu mình hiểu kiểu thường. Hên xui là có nghĩa là giờ phút cuối cùng nếu mà cái con bò đen nó đứng ngay cửa đó thì coi như là đời chúng ta cô lụ ha. Giống như bà Malika, các bạn nhớ cái câu chuyện bà Malika, bà tu tập dữ lắm, bố thí nổi tiếng mà trì giới bố thí đủ chứ, nhưng mà bà làm có cái lỗi nhỏ thôi, mà cuối cùng giờ phút cuối cùng bà bị khởi lên một cái ý nghĩ nhớ về cái lỗi đó, mà cái lỗi đó ngay giờ phút cận tử thì thôi rồi, bà phải đi xuống địa ngục cái gì. Mặc dù trong đời sống hiện tại bà làm rất là nhiều thiện phước, phải nói là nổi tiếng luôn, nhưng mà cuối cùng liền đi địa ngục. Thì vấn đề hên xui là ở cái điểm này, và mình phải hiểu hên xui là vậy, chứ không phải là hên xui là không có, mà nó có thì không có, không phải đó. Hên xui là vẫn có làm nghiệp, nhưng mà nó xui, giống mình làm thiện nhiều quá mà tới giờ chót mà cái con bò đen nó đứng ngay cửa bò đen cho nên phàm nhân của mình á thì đó, đó không phải là xui hơn gì, mà nói theo cái kiểu thông thường là xui, tại vì những cái thiện phước mình làm nhiều quá mà cuối cùng những cái xấu nó vẫn chen vô được cho đó. Cho nên mình kêu là dùng cái chữ hên xui để cho người ta hiểu là như vậy. Thay vì mình tu tập, mình hành thiền, mình bố thí, mình đi trai tăng cúng dường dân y đủ thứ đó. Nhưng mà giờ chót thì nhớ cái chuyện tập bậy tập bạ khởi lên giờ chót thì giờ là xui,
theo suối, còn mấy thằng ác, còn mấy thằng giết người, mấy thằng làm việc ác rồi đau bủ thủ này, vui gì nhớ chuyện ông đau bủ thủ không, ông giết, ông chặt đầu với người, nhưng mà giờ cũng có chót, cuối cùng ông nhớ lại việc thiện, ông được sanh lên cõi trời. Thì vậy là xui là hên, mình nói theo kiểu hên xui là phải hiểu theo cái góc độ của cái đó, nhưng mà thật sự tất cả đều có cái nghiệp mình đã làm hết thì nó mới cho cái quả, chứ không phải là không có. Nhưng mà mình còn phàm á thì nó không có nhất định được, nó không có nhất định 100% nữa. Chỉ khi nào mình đắc thiền, ví dụ như bị đắc sơ thiền, đắc nhị thiền mà không bị hoại thiền nữa nha, thì khi đó giờ phút cận tử thì chắc chắn là sẽ được tái sanh về cõi trời, sanh về làm phạm thiên, đó là điều chắc chắn 100% luôn. Còn nếu mà còn phàm phu như mình á, còn lúc on lúc off thì không có gì bảo đảm được ha, không có gì mà chắc chắn 100% hết. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải nên biết. Mặc dù nó mình nói là mình tốt để, nhưng mà thật sự trong cái tốt mình vẫn có những cái xấu, như là mình không có xấu, mình vẫn có tham, vẫn có sân, mình vẫn có làm những việc xấu, nhưng mà nó nhẹ, ví dụ nó nhẹ hơn cái thiện đi, thì cái sự thật là vậy thôi, chứ phục vậy. Đây là cái giống như bà Malika phải làm việc thiện quá trời, cuối giờ giờ chót quá bị nhớ và cái tội quá làm như vậy, thì khi bà nhớ là cái đó thì những cái việc thiện quả tiêu hết rồi, bà không có là hưởng được cái đó mà bị cái quả đó. Đó là cái vấn đề mà mình dùng chữ hên xui vậy thôi, chứ cả gì cũng vậy thôi, sự thật là vậy thôi. Chỉ có chắc chắn thì nói hên xui là hiểu theo cái ý đó, đó tức là phải hiểu theo cái ý là cái con bò đen đứng ngay cửa, mà trong cái đó bò trắng thì rất là nhiều, hiểu không? Nhưng mà cái bò đen đứng ngay cửa, mở cửa ra bò đen chạy ra thôi, chứ bò trắng sao chạy ra được. Đó là vấn đề như vậy. Rồi thôi, hết giờ rồi, xui như vậy thôi ha. Cho gì biết là có cái trong kinh có nói đàng hoàng, Đức Phật có dạy đàng hoàng chứ không phải chúng tôi nói nha, là Đức Phật dạy trong bò đen bò trắng nữa ha. Đó là vấn đề như vậy. Rồi xin trả miếng lại cho luôn. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ trước khi chấm dứt buổi học hôm nay thì con Metta xin trân trọng xin thầy cùng với tất cả quý vị trong đạo tràng. Bây giờ đã là 6 giờ rưỡi hơn ở bên Việt Nam rồi, thì chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là lễ dân y ca thi ná ở chùa Ngọc Đạt sẽ tiến hành. Vậy con mong tất cả thầy cũng như tất cả quý vị cùng hướng tâm về chùa Ngọc Đạt. Dạ. Dạ con kính mời tất cả quý vị cũng như thầy hướng tâm về chùa Ngọc Đạt để theo dõi lễ dân y ca thi ná hôm nay ạ. Dạ con xin hết ạ. Sa thu chỉ Metta. Và bởi vậy nên là kết thúc không có để quá giờ để ngài Trí Đức còn chú tâm vào cái cuộc lễ dạy hôm nay và ngay ngày hôm nay luôn, hòa cuộc tiếp. Dạ hiện tại bây giờ, dạ nhưng mà ngài Trí Đức thì không có ngày nào là không mở rung để cho chúng ta mất bài học, nên là bây giờ thì ngài không có ở trong máy rồi. Dạ nên là mong tất cả hãy hoan hỷ với phước báo chị Metta và cả trong đạo tràng Phật giáo Nam Truyền này đang làm, sắp làm, dạ, dạ, đang diễn ra, nên cầu mong tất cả hãy hoan hỷ trong cái thiện pháp của những vị ở trong rừng Phật giáo Nam Truyền đồng cùng với chị Metta làm buổi lễ ngày hôm nay. Mặc dù chị Metta là người chủ lễ, nhưng mà tất cả quý vị trong đạo tràng ai cũng gọi là hoan hỷ với cuộc lễ này, coi như là cuộc lễ của cái rừng Phật giáo Nam Truyền. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rừng thành kính tri ân thầy kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng được sáng tỏ hơn những lời dạy của Đức Thế Tôn, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và Nhật Quỳnh cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn tất cả học viên trong đạo tràng đã cho những